sang phần cuối cùng nào, là thiết kế view cho trang gì, trang giỏ hàng nhé. Tạo view, ôi rồi 1.8 rồi, 1.9. Tạo view giỏ hàng. Rồi, trong Spring MVC. Như vậy ta sẽ có một cái giỏ hàng như này được chưa nhỉ? Để nhanh thì bạn copy này sang nhé. Copy này. Oh, thì đỡ phải viết nhiều như nhỉ. Vậy ta định nghĩa này, tổng tiền, ví dụ bạn định nghĩa một cái thẻ H2 chẳng hạn, ghi là gì, tổng tiền nhá, hai chấm, dùng một cái thẻ span, đúng không? Trong thẻ span chúng ta sẽ định nghĩa là TH 2.text. Bạn truy xuất từ giỏ hàng, ta truy xuất nào còn nhớ không? Học thêm môn 134 còn nhớ không? Đô la gì ấy? Thế nhỉ? Set gì ấy? Nhỉ? Đúng không? Section là truy xuất từ giỏ hàng. Bạn phải xem lại cái phần cat này nhé. Đây này, cat controller này, khi mà gọi đến thì nó truy xuất từ đâu? Thế nhỉ? Đó chính là gì? Session nhé. Thứ hai là truy cập vào cái gì đấy? Đây, truy cập vào cái này, sẽ sườn chống cái này. Đây, chống cái này đúng chưa? Chấm cái key chính là giỏ gì? Giỏ hàng nhé. Giỏ hàng. Cát này, chấm giỏ hàng này. Thứ ba là chấm cái gì? Chấm cái model của nó. Nghĩa là lấy cái item của nó. Chính là gì? Total nhé. Đây là ra số lượng. Đấy thầy, copy như thế để chúng ta hình dung là ta lấy từ đâu nhé. Không có bạn lại không hiểu là ta lấy từ đâu cả. Ok, sau đó ta tạo một cái table. Cái này chỉ lặp lại thôi nhé. Border bằng 1. Nhỉ? Rồi, trong cái table chúng ta sẽ định nghĩa là T header và T body nhé. Ok. Trong TSD ta sẽ định nghĩa các trường. Bây giờ các trường nào còn quan tâm nào, ta sẽ có TR nhá. TR này. Trong TR sẽ có T gì, TD. Đầu tiên ta quan tâm đến trường gì, ID. Được chưa nhỉ? Copy vào đây. Thứ hai là ta quan tâm đến các trường gì? Name, được nhỉ? Name. Thứ ba quan tâm đến gì? Trường gì? Pride. Thứ tư quan tâm trường gì? À chưa, trường này là SKU gì nhỉ? SKU vừa đến Pride. Mà thôi không quan tâm SKU thì thôi. Name này, Pride này, được. Rồi gì nữa? Số lượng, quantity. Đúng không nhỉ? Tổng tiền. Tổng cái tổng nhỏ ấy, nó như là tổng theo sản phẩm, nó gọi là sub total đúng không? Và cuối cùng là gì? Chúng ta có một cái thành phần là xóa khỏi giỏ hàng. Nghĩa là ta thêm ở trên kia rồi nhưng bây giờ ta không thích, ta có thể xóa nhỉ. Như vậy ta có một trường này, hai trường, ba trường, bốn trường, năm trường, sáu trường. Được chưa nhỉ? Ok, bây giờ T body ta sẽ tạo một cái TR. Được chưa nhỉ? Trong cái TR đấy chúng ta có TH 2 chấm gì? Ớt đúng chưa? Bằng nhỉ? Ta sẽ lấy một cái item nhỉ? 2 chấm từ cái đô la mở bóc đóng bóc ra nhỉ? Ta sẽ có session chấm giỏ hàng chấm một cái nữa là cái ai gì? Item. Thì item lấy ở đâu các bạn? Item lấy ở đâu? Item lấy ở trong này đúng không? Đây này, cái item đây này, list này, này nhỉ? Các bạn không được gõ sai nhé. Gõ sai thầy gõ lại là để chúng ta hiểu là lấy từ đấy ra nhé. Như vậy session này, giỏ hàng này, item, ta sẽ lấy về cái đó. Và ta sẽ có 6 trường. Đúng chứ nhỉ? 6 trường. Như vậy ta sẽ có TD. À, 6 cái TD ở đây.
TD này. Đấy. Và ta có TH 2 chấm tích nhỉ, sẽ bằng gì đấy các bạn? Đô la nhỉ. Chúng ta sẽ lấy như sau là item nhỉ, chấm gì đấy? Product chấm gì ID nhỉ. Các bạn copy lại cái này cho nó đỡ bị lằng nhằng. Copy này, paste ra 6 dòng. 1 này, 2 3 4 5 6. Sau ta sửa cái gì nhỉ? Ok. Tương tự những trường khác bạn có thể sửa tương tự thôi đúng không? Trường đầu tiên chúng ta sửa là ID này, trường thứ hai ta sửa là name nhá. Trường thứ hai ta sửa là name. Trường thứ ba ta sửa là price. Được chưa? Price. Như vậy ta có trường thứ nhất này. Trường thứ hai này, đúng không? Trường thứ ba sửa là price. Được chưa? Ba trường rồi. Trường thứ tư thì như ở trên là ta có trường số lượng. Trường số lượng thì nó lại phải gì? Được phép cập nhật số lượng. À thôi được rồi. Thì chúng ta sẽ thực hiện là một là phải tạo một cái form trong đó nhỉ. Như vậy lúc này trường số lượng ta sẽ phải bỏ này đi. Ta không làm này nữa. Đúng không? Ta sẽ thiết kế một cái form ở đây. Được chưa nhỉ? Cái mỗi for TH nha. TH gì? Action này. Action trả dấu thăng. TH TH action. Bây giờ TH action thì gọi đến cái gì các bạn? Trường hợp mà chúng ta cần cập nhật à, thứ nhất là chúng ta có này ID này, rồi name rồi, price rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta muốn gì? Update thì ta làm nào các bạn? Update thì ta gọi đến gì? A còng gì? Cat và gì? Update nhé. Ta cho gọi A còng. Mở ngoặc ra. Đó. Cat. Up gì? Update. Thế chứ nhỉ? Như vậy ta gọi đến action là cat này. Và gọi đến action là update. Đương nhiên method ở đây là gì các bạn? Là port. Ok, nào bây giờ ta mới cần update cái gì các bạn? Cần update cái gì? Ở đây ta có update này, thứ nhất ta lấy về ID này, lấy về số lượng và thực hiện gì? Submit. Như vậy ta sẽ có này, input. Time bằng hit gì? Hidden. Đúng gì nhỉ? Và TH còn nhớ không? Ve gì? Value. Bằng gì đây? Bằng ID. Như vậy ta có item.product. gì? ID. Vậy ta copy này. Ta truyền là truyền ID. Cái chỗ này được gọi là truyền ID này. Ở đây thì không comment. Để comment nó lằng nhằng. Không comment nhé. Bạn chú ý nghe không? Rồi ok. Đây là trường. Thứ nhất là trường gì? Trường ID. Và bây giờ cái chúng ta cần cập nhật là trường gì? Trường price. Như vậy chúng ta sẽ có input time bằng number. Lười thì sang đây có. Đây này. Này đúng không? Input này, time bằng number này. Đấy cái này. Input time bằng number này nha. Bây giờ số lượng thì ta sẽ không dùng cái này nữa mà ta sẽ có TH value và name thì có đúng nhỉ? Input này, time bằng number này, min này, TH value. TH. Bây giờ ta không phải dùng một nữa. Mà ta dùng một cái value mà ta truyền vào thì cái value của nó chính là gì đây? Item chấm gì? Quantity nhá. Value chính là đô la. Đô la này. Item này. Chấm quantity đúng không? Bạn kiểm tra cái item này muốn biết nó item thì cắt item này đúng không? Nó sẽ có cái item chấm gì? Quan gì? Quantity. Đó chứ nhỉ? Để làm như thế để bạn hiểu là thầy đang lấy cái giá trị này ở đâu nhỉ? Và name là gì? Là của ti rồi. Ok. Đấy, như vậy chúng ta đã xong cái phần này. Cuối cùng ta có một cái button đúng không? Button này à, và ta sẽ có time bằng submit nhá. Chỗ này ta ghi là gì? Up gì? Update. Nhưng mà ta update số lượng
nhỉ? Trường hợp này đã update số lượng như vậy xong, trường xử lý số lượng nhé. Rồi, ok. Cuối cùng chúng ta sẽ có cái TD nữa là gì? Subtotal, đúng nhỉ? Cái TD subtotal. Thì cái TD subtotal chúng ta sẽ có là thêm vào đây là cái từ tổng và span nữa, đúng không? Hoặc bạn để nguyên nào cũng được. Để nguyên nào cũng được. Tức là chúng ta subtotal. Ta sẽ có đây item này. Chấm gì? Subtotal. Đây, item nhóm subtotal nhé. Vứt vào đây. Ok. Item subtotal. Cuối cùng chúng ta nhé. Cái trường cuối cùng ấy thì liên quan đến phần remote hay không thì chúng ta lại phải có một cái TD và ta xóa cái TD này đi. Đúng không? Trường cuối cùng đấy. Lại tạo một cái form nhé. Thế để nhanh mà copy cái form ở trên xuống. Tạo có gì đây? TH action và TH cap. Đây không phải update bằng gì gì? Remote. Nhá. Method bằng port nhỉ. Và cái hidden cũng bằng ID và cuối cùng ta thêm một cái button thôi. Cái này không cần số lượng nữa, ở đây cần submit. Là gì đây? TH này, item này. Chấm product chấm thiếu một từ, thiếu một trường rồi. Đây là name bằng ID nhé. Name bằng ID, không là lát nữa lại không làm được. Cái này cũng thế. Name bằng ID. Name bằng ID. Và ở đây chúng ta không phải là submit nữa mà ta là remove. Để gì nhỉ? Ok. Không phải submit mà là remove. Như vậy là gì? Chúng ta thiết kế coi như là gì? Là xong tất cả các trường thì nhỉ? Rồi, ok. Bây giờ bạn có thể mở lại cái phần Close hết cái này đi cho nó gọn nhé. Thôi để này để cho bạn dễ làm, đúng không? Bây giờ chúng ta có thể mở lại cái bây giờ kiểm tra lại xem cơ sở liệu chúng ta là gì nhỉ? Cơ sở liệu là gì? Cơ sở liệu nhá. Chúng ta xem cơ sở liệu là gì nào. Nhá. Rồi ok. Bây giờ sẽ tạo mở lại cái này ra. Sam này. Mở cái này ra. Được chưa? Các em mở khởi động cái Sam lên. Các bạn lưu ý là bạn viết đúng ấy, thì nó sẽ tự tạo cơ sở cho bạn, cơ sở liệu cho bạn. Bạn không phải tạo cơ sở liệu nữa nhé. Bạn viết sai hoặc là cấu hình không đúng thì nó sẽ không chạy đâu. Bạn sẽ tạo một cơ sở liệu mới này. Khởi động hai cái này lên, sau đó vào cái localhost tạo một cơ sở liệu mới. Các bạn để ý nãy giờ thầy chưa làm một cái gì liên quan đến cơ sở liệu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tạo cơ sở liệu mới này. Ta gõ localhost. Và chúng ta vào cái localhost của chúng ta. Ô lâu thế nhỉ. Rồi ok. Các bạn tạo một cơ sở liệu gì cũng được nhá. Bạn nhìn đây có rất nhiều loại cơ sở liệu rồi, thầy nhiều lắm rồi, bây giờ không biết là tạo cơ sở liệu gì. Tạo xong chắc phải xóa. Bây giờ thầy kích vào cơ sở liệu này, tạo một cơ sở liệu mới, thầy ghi là A luôn đi. Cơ sở liệu A nhé. Tạo. Có cơ sở liệu A, bạn thấy chưa có bảng nào cả, chưa hề có một cái bảng nào. Bây giờ thầy sửa trong phần cấu hình của thầy. Thầy ghi là gì? Cơ sở liệu gì? A.
đúng không? Cartoonet. Nào bây giờ chạy lại này, bấm phải chuột này, chọn run đúng không? Nếu mà lỗi ta lại tiếp tục ra sửa đúng không? Rồi, các bạn kéo này lên này, kéo này lên để xem nó chạy như thế nào. Ôi trời ơi, có phải cái này đâu? Đây, các bạn để ý phần console này. Chạy rồi đúng không? Bạn để ý đây để xem lỗi nhé. Code thì không tránh khỏi lỗi. Vấn đề là chúng ta phải đọc để ta biết thì mới sửa lỗi. Bạn nhìn này, ai rồi security. Ok nào. Rồi ok, như vậy nó tạo cho bạn bảng rồi nhé. Nhìn, nhìn thấy tạo bảng chưa? Bạn kích vào đây, bạn sẽ thấy nó tạo bảng này. Đấy, có bảng rồi đúng không? Nhìn nhỉ? Bây giờ em thêm cho thầy một cái sản phẩm vào đây. Ví dụ, đúng chưa? ID này, giá trị 1 này, name này, sản phẩm 1. Đúng chưa? Price 123 SKU. Đây là sản phẩm 1. Thực hiện này. Nhưng mà ta thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu rồi đúng không? Có rồi. Bây giờ ta chúng ta sẽ gõ này. Vào đây localhost 2.8080 đúng không? 8888 chứ. Đây rồi. Nếu mà nó yêu cầu chúng ta nhập username password thì chứng tỏ là chúng ta đang enable cái security. Đấy nhỉ? Như vậy username là gì, password là gì? Username là user các bạn nhé. Password chính là cái thứ mà bạn vừa trông thấy đây này, chính là cái này. Nó không yêu cầu gì thôi. Đâu đó, chắc là đâu đó thầy vừa enable chắc. Đây. Được chưa nhỉ? Username và user, còn password là cái đấy. Bây giờ ta sẽ có này. Click vào gì? Shop. Chúng ta sẽ có sản phẩm 1, đúng không? Nếu bạn muốn click vào xem chi tiết sản phẩm, chúng ta có thể kiểm tra đây đúng không? Chúng ta có thể add to cart nhỉ? Nhỉ? Hoặc bạn có thể update đã cũng được. Đúng chưa? Không thích thì gì? Remove nó đi. Được chưa nhỉ? Xong lại vào phần gì? Phần shop. Đúng không? Được chưa? Đấy. Như vậy là ta đã kết thúc cái bài này đúng không? Chỗ đấy chưa làm đến em ạ, thầy đang bỏ ở chỗ đấy, cố thế thôi.